Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình xin làm video trình bày về bài tập 3 vẽ mô phỏng mô đun ma vận kính kết hợp 4 led 7 đoạn. Yêu cầu ban đầu 4 led 7 đoạn hiển thị 4 dấu gạch ngang. Mỗi lần phím nhấn một phím thì phím đó được dịch vào 4 led 7 đoạn từ bên phải. Trước hết mình xin đi vào vẽ phần sơ đồ nguyên lý. Để mình trước hết mình lấy linh kiện gồm có led 7 đoạn anode chung, anode IC chốt 74 HC 573 như bài tập 1 và tập 2. IC thanh ghi dịch 74 HC 595. Một IC giải mã 308 74 LS 138. Để vẽ sơ đồ nguyên lý ma phận thì ma trận phím thì chúng ta sử dụng bút tân. Về sơ đồ ma trận phím thì chúng ta có thể vẽ giống như hình 3.9 trong giáo trình thực hành, và vi điều khiển dùng 6 bit của port B giao tiếp với ma trận 4x4, 4 bit RB2 đến RB5 đóng vai trò như là hàng, 2 bit RB6, RB7 xuất ra số nhịp phân 4 trạng thái. Thái qua mạch giải mã 2 sang 2 đường sang 4. Đặt trên hình vẽ.
Sau khi tiến hành vẽ thì chúng ta có sơ đồ nguyên lý như hình vẽ, một sơ khối của mặt trận phím 4x4, một quả qua IC giải mã, trợ hạn dòng, và ngoài ra thêm 4 con led 7 đoạn, 7 đoạn xanh dương anode chung. Và đến phần chương trình, thì đơn giản, đầu tiên chúng ta cũng phải khai báo thư viện cái kích thai, khai báo thư viện ma trận phím 4x4, khai báo tín hiệu MP I1, I2, I3, I4, tượng trưng là tín hiệu có 4 con led 7 đoạn. Trên chương trình này chúng ta khởi tạo là việc hàm set up port IC chốt cho 4 led 7 đoạn ở trạng thái ban đầu là I1 bằng I2 bằng I3 bằng I4 bằng 0 XBF, tức là ban đầu hiển thị giá trị là dấu gạch ngang, set 4 led 7 đoạn 4 số I4, I3, I2, I1. Kiểm tra điều kiện, nếu khai báo hàm phím 4x4 down, tức là lúc nhấn thả ra thì mới có tín hiệu, kiểm tra xem phím có được bấm hay không. Nếu có thì xuất mã 7 đoạn mã phím ra, cho dịch I4 bằng I3, để sang I3 bằng I2, I2 bằng I1. I1 bằng mã 7 đoạn mã phím là dịch từ số từ phải sang trái. Xuất 4 led 7 đoạn 4 số I4, I3, I2, I1. Ở đây em cho thời gian delay là 300 ms. Và sau khi tiến hành biên dịch không bị lỗi thì chúng ta sang nạp chương trình. Ấn nút chuột. Okay. Tiến hành chạy mô phỏng. Đấy, chương trình đầu tiên lúc mới vào là có 4 số. Hình như bị lỗi. Tình biên dịch lại. Nên có trục trặc nhỏ rồi các bạn. Rồi, hiệu chỉnh do bị gì nút thì tiến hành mô phỏng. Thì ban đầu thì có 4 dấu gạch ngang. Khi mình nhấn phím 0, số 0 dịch sang bên từ bên phải qua số 1, số 2,
năm. Thứ 9. Số B. Số B. Do thời gian delay và lâu nên và nói chung thì chương trình của sơ đồ nguyên lý nói chung đã thiết kế gần chính xác. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.